Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Clip tiếp theo này chúng tôi lại giới thiệu tới toàn thể quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách kiểu pháo, hay còn gọi là bộ bàn ghế Tần Thủy Hằng kiểu pháo. Bộ bàn ghế được chúng tôi làm chất liệu là 100% bằng gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ bên Nam Phi được chọn vân. Toàn bộ vách tựa của chiếc ghế dài đây là chúng tôi làm trơn hết, không đục. Toàn bộ phần ván là dày 2 phân, phần khuôn là dày 4 phân. Tay chúng tôi làm to E2 và thông số của chiếc ghế này là dài 2m4, cao 1m và sâu 61. Toàn bộ phần vách, phần hồ là chúng tôi để trơn. Phần tay là to 22 là có đục chữ thọ. Mẫu ghế này thì nhìn rất là giống với mẫu ghế sofa chữ L. Của bàn ghế này là gồm có 3 món, một ghế dài và hai ghế đơn. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở trên Tuyên Quang. Vì là anh đã có một chiếc bàn rồi. Chúng tôi nhận đặt theo yêu cầu của khách hàng. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây chúng ta cùng xem một chiếc ghế đơn đây. Cũng được chọn vân. Được chúng tôi lên màu sáng rất là đẹp. Bộ ghế được làm 100% từ chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Thông số của chiếc ghế đơn này là rộng 1m07, sâu 61 và cao là 1m. Phần ván vách và ván mặt là chúng tôi làm dày 2 phân, khuôn chúng tôi làm dày 4 phân. Toàn bộ phần tay chúng tôi để trơn không đục. Đây là chiếc ghế đơn thứ hai, cũng được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp, lên màu rất là sáng. Nó sẽ tôn giá trị của phòng khách của quý vị lên rất là nhiều. Mẫu ghế này thì là mẫu trơn, ít đục. Quý vị nào muốn thích những bộ ghế mà đục chạm nhiều thì quý vị có thể xem mẫu ghế Âu Á Hộp hoặc là mẫu ghế Phù Dung. Chúng tôi có rất nhiều mẫu ghế. Đây, quý vị chiêm ngưỡng lại một lần nữa tổng thể chiếc ghế đơn đây. Bộ ghế này rất là phá cách. Bộ bàn ghế này có tên gọi là bộ bàn ghế Tần kiểu pháo hoặc là bộ bàn ghế pháo gỗ gõ đỏ. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại này. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Trung bình mỗi một ngày thì chúng tôi có thể là giới thiệu 3 đến 4 sản phẩm, thì quý vị hãy đăng ký kênh để tiện cập nhật theo dõi. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Chiếc ghế rất là đẹp.